Cuộc đời mới. Sáng sớm hôm đó, trước khi mặt trời ló dạng sau hàng cây cuối xóm, tôi vui mừng đạp xe đến nhà anh Đăng, người thầy thiền định. Tôi gõ cửa nhà mà lòng vừa hồi hộp vì sợ làm phiền phá giấc ngủ người nhà anh, vừa vui mừng muốn báo cho anh tin mừng rằng tôi đã được giải thoát khỏi buồn lo và tâm hồn khắp khởi bình an vui mừng, sự bình an vui mừng lạ lắm. Sự bình an mà sau này tôi mới hiểu Chúa hứa ban tín đồ, không phải như thế gian cho, trong Kinh Thánh Giăng đoạn 14, câu 27. Một cụ già ra mở cửa mời tôi vào và bảo chờ anh Đăng một chút. Anh Đăng vừa mới thức, tôi chờ anh một chập, lòng thầm nghĩ chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi lại sớm như vậy. Rồi anh Đăng xuất hiện và nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn khác hẳn mọi lần. Tôi hồi hộp chờ đợi, không nói một câu. Chợt mặt anh sầm lại và hỏi tôi. Tin Chúa rồi phải không? Dạ, mà sao anh biết vậy? Tôi ngạc nhiên. Chỉ có tội lỗi mới đẻ ra tội lỗi, anh hằng học nói. Thế rồi anh tiếp tục tuôn ra một tràng lời nguyền rủa Chúa mà tôi không nhớ hết được ngoại trừ câu nói trên. Và từ đó, tôi không còn gặp anh nữa. Sau này, tôi mới hiểu, ma quỷ nhìn ra Chúa trước cả chúng ta, y như Kinh Thánh thuật lại vậy. Xin Chúa thăm viếng anh Đăng như đã thăm viếng tôi. Dù gì đi nữa, tôi vẫn nhớ anh lắm, người thầy và người bạn của tôi. Dù gì thì anh cũng có tâm đạo và tâm hồn hướng thiện. Xin Chúa mở mắt anh ra để thấy được chỉ có Chúa là chân thần, là Thượng Đế. Ừ, mà biết đâu anh cũng đã tin Chúa như tôi rồi, đã 24 năm trôi qua rồi còn gì. Cũng ngày hôm đó, tôi đến thăm gia đình chị Lê. Tôi thực lại thế nào tôi đã tin Chúa, cả nhà chị vui mừng lắm. Ba chị nói tôi đã vật lộn với Chúa, giống như Gia-cốp vật lộn với Chúa trên đường hồi hương, bị trẹo xương hông và được Chúa đổi tên, cả cuộc đời được thay đổi. Bác hỏi đùa tôi, có đổi tên mới không? Tôi cũng đùa lại. Chắc cháu đổi tên Toàn Thắng thành Toàn Thua, nhờ thua Chúa nên mới thắng Satan. Từ đó, đi đâu, tôi cũng nói về tin mừng của Chúa cho nhiều người nghe. Đi đâu, tôi cũng cầu nguyện thầm trong lòng. Xin Chúa cho con gặp được một người khao khát chân lý như con trước đây, để con nói về tình yêu và chân lý của Chúa cho anh chị em này. Thế là tôi nói được với rất nhiều người về Chúa, từ một người bình dân không quen biết, đến các giáo sư trung và đại học, đến các tu sĩ khất thực lang thang trên phố chợ, đến các tỳ kheo tu tại chùa, thậm chí cả người ăn xin nữa. Nhất là với các bạn học hồi trung học của tôi, đến nỗi có bạn gọi tôi là Linh Mục Quốc Danh hoặc Cuồng Tính. Tuy vậy, trong số hàng chục bạn học trung học đó, cũng có một người bạn thân tin Chúa, và sau này anh làm trưởng ban chứng đạo của một hội thánh Tin Lành ở Sài Gòn, và cũng tốt nghiệp cử nhân thần học nữa. Cảm ơn Chúa, những lời Chúa ban phát ra không trở về hư không, nhưng kết quả thật lớn lao không ngờ. Theo tôi nhớ, thì tôi đã gieo hàng trăm hạt giống đạo, gặt được ít nhất 100 cây lúa. Trong đó ít nhất 5 hạt giống đã trở thành rường cột hội thánh địa phương. Chưa kể từ vùng đất màu mỡ này đã nảy sinh ra biết bao hạt giống khác tốt. Thật, nước thiên đàng nhỏ bé, Chúa gieo trong tôi, đã lớn dần và vươn lên như cây cổ thụ hùng vĩ, tỏa bóng mát cho muôn người. Đến nỗi đã 24 năm qua rồi mà chim chóc cứ tiếp tục vui mừng trú chân nơi đó. Thời đó lời Chúa hiếm lắm, tôi mượn được một cuốn kinh thánh rách tả tơi mà mừng hơn bắt được vàng. Thánh Linh soi sáng cho tôi hiểu được lời Chúa mà trước đây rất là xa lạ với tôi, vì đọc mà chẳng hiểu gì cả. Nhưng lạ thay, sau khi tin Chúa, tôi đọc kinh thánh say mê như là ăn được thức ăn ngon lạ quý, từ phương trời hạnh phúc nào mang lại. Tôi đọc sách Giăng và thấy được thần tính của Chúa. Thích nhất là đại mạng lệnh, như ta đã yêu các con thể nào, các con hãy yêu nhau thể ấy. Giăng đoạn 15 câu 12.
tôi cũng say mê đọc bài giảng trên núi của Chúa về cách sống ở đời và đối nhân xử thế. Như, nếu các con yêu kẻ yêu mình, thì có gì hơn kẻ có tội, vì họ cũng yêu kẻ yêu họ. Nhưng ta bảo các con hãy yêu kẻ thù mình. Tôi thích văn vì ông nói nhiều về tình yêu của Chúa. Tôi cũng say mê đọc tiên tri Isa, nhất là câu, hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước mà uống. Isa đoạn 55, câu 1. Thế là tôi quyết định để dành tiền bằng cả một tháng lương, để mua Chợ Đen một cuốn kinh thánh cho riêng tôi, còn giữ được đến ngày hôm nay, dù đã cũ mềm và rất tả tơi. Có một việc tôi thích thú làm nữa là thăm các em mồ côi trong trại tế bần. Sao tự nhiên tôi thấy thương con người quá, nhất là những kẻ bất hạnh, cô đơn, yếu thế. Tôi thấy rõ, Chúa đặt tình yêu thương Chúa trong lòng tôi, và tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với tôi, nên tôi thấy lòng nôn nóng và can đảm để làm những việc lành mà Chúa đã dành sẵn cho tôi. Tôi nhớ một chiều thứ bảy, tôi mang nhiều bịch bánh lắm đến thăm trại mồ côi ở ngã ba Hàng Xanh, không nhớ ngã ba hay ngã tư nhỉ. Các em đứng xếp hàng sau một cái bàn ngăn cách tôi với các em, và có một anh bảo vệ ngồi ngay góc bàn. Thế là tôi vừa phát bánh cho các em, vừa thích thú nhìn ánh mắt vui mừng của các em khi nhận được quà. Chắc là hiếm khi nào các em mồ côi ở đây nhận được quà lắm, nhất là quà bánh kẹo thì các em thích lắm, con nít mà. Hèn chi Chúa yêu trẻ em lắm, trong khi người ta thì xua đuổi trẻ đi. Sau này tôi mới hiểu, Chúa là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Thánh Thi đoạn 10 câu 14. Một điều lạ lùng nhất, Chúa đã thay đổi lòng tôi, là Chúa mở mắt tôi hiểu được con người là hình ảnh của Chúa và được Chúa dựng nên bởi tình yêu. Tôi hiểu điều này khi một ngày kia tôi thấy một đoàn bộ đội diễn hành ngang nhà tôi. Và lần đầu tiên trong đời tôi ngạc nhiên tự hỏi, những con người này cũng là hình ảnh Thiên Chúa chăng? Rõ ràng lúc đó nhìn họ, tôi thấy có một Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn loài. Và lần đầu tiên tôi hiểu tại sao Chúa dạy, nếu các con yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi, vì kẻ có tội cũng yêu kẻ yêu mình, nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình. Kinh Thánh Luca đoạn 6, câu 32, câu 35. Tôi hiểu rằng Thượng Đế không phải là đấng chỉ thưởng hay phạt con người, nhưng Ngài quả thật là tình yêu. Trước khi tin Chúa, tôi nghĩ tại sao người ta lại có thể tin Chúa nhỉ? Nhưng tin Chúa rồi, tôi lại ngạc nhiên, tại sao người ta không tin Chúa? Có quá nhiều bằng chứng về sự hiện hữu của Chúa và tình yêu của Ngài đối với nhân loại, thiên nhiên, khoa học, lương tâm, lý trí, đạo đức, kinh thánh, và chính Chúa Giê-xu đã chết và đã phục sinh. Rõ ràng, có một quyền lực tối tăm ngăn cản con người đến với Chúa. Trước kia tôi hãnh diện mình là đạo đức. Tôi tự hào mình thiền định, tu thân. Tôi ngầm hãnh diện, trịch thượng về hành vi cao cả quân tử của mình. Nhưng rồi tất cả những giá trị đạo đức tôi tôn sùng bấy lâu, giờ sụp đổ trước sự vinh quang chói sáng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là bằng chứng Thượng Đế đã chết cho nhân loại vì yêu họ. Tôi nhận thức rằng không có một tôn giáo nào có sự tha tội, mà chỉ có đền và chuộc tội bằng cách làm lành lánh dữ, xây dựng công đức, bố thí lấy phước, mong đợi kiếp sau được giải nghiệp cải số, nếu có kiếp sau. Tôi ý thức rằng chính vì sự kiêu ngạo ngấm ngầm trong lòng rằng mình có thể tự giải thoát được mình nhờ những phương pháp tu hành đã ngăn cản tôi đến với Chúa. Như một người đang chết đuối mà vẫn không chịu bám phao cứu rỗi, chỉ lo tập bơi, tập lội. Điều cuối cùng tôi nhận ra là Chúa là tình yêu, và vì yêu nên Chúa đã tiền định kẻ nào được cứu.
Thật là khó chịu khi phải tin như vậy, nhưng nhìn lại những gì đã xảy ra cho tôi và cho người khác, thì phải tin rằng Chúa đã tiền định tôi. Và chính vì tôi đã được Chúa tiền định ở với Ngài, thì có gì mà tôi phải sợ nữa chứ? Có gì mà tôi phải lo? Có gì mà tôi phải thù, phải oán? Có gì mà tôi phải đau khổ? Có gì mà tôi phải bất an? Có gì mà tôi phải ngã lòng, lo sợ mất đi sự bảo đảm cứu chuộc? Chúa đã tiền định tôi rồi mà. Tôi há chẳng nên vui mừng sao? Yêu thương mọi người hơn sao? Tin chắc vào tình yêu và quyền năng của Chúa hơn sao? Tôi há chẳng nên sống vui mừng mỗi ngày và đem tình yêu của Chúa đến cho người lân cận tôi sao? Vì dí bằng cha là đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi Ngài sao rốt. Kinh Thánh Giăng đoạn 6 câu 44. Thế anh Đăng thì sao? Bậc thầy thiền định của tôi thì sao? Giờ này anh đã tin Chúa chưa? Tôi không biết. Bậc thầy thiền định của tôi có được tiền định để tin Chúa không? Tôi cũng không biết. Nhưng anh ấy tin Chúa được không? Được chứ. Chúa có ngăn cản anh tin Chúa không? Không, vì Chúa đã chết cho anh Đăng mà, cũng như đã chết cho Ánh Hòa, cho toàn thể nhân loại. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho, hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16. Rõ ràng Chúa đang đứng giang hai bàn tay đẫm máu vô tội, vì bị tội ác đóng đinh, và kêu mời mọi người, không phân biệt màu da, sắc tộc. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta, thì linh hồn các con sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu, và gánh ta nhẹ nhàng. Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28-30. Xin dâng Chúa cả cuộc đời còn lại của con để yêu Chúa và yêu người lân cận như yêu chính con. Ngày ấy, Chúa gieo hạt tinh lành, trổ cây sinh trái lá rất xanh, chim trời muôn hướng vui xây tổ, ôi mộng nào hơn sống vĩnh sanh. Từ đấy thiên đàng ngự nơi đây, giữa cõi trần gian phủ trời mây, Chúa đem nước Ngài cho ta nếm, một chút thiên đàng cũng đủ say. Cõi dương gian say rượu say tiền, riêng tôi say nắng mới bên hiên, chiều ngã vui mây ngàn bát ngát, đêm về lời Chúa ủ kề bên. Có phải thế gian biến dạng hình, hay trời chuẩn dáng quá nên sinh? Không, đời vẫn thế, trời cũng vậy, có Chúa lòng này được tái sinh. Đoạn ký của Mục sư Chu Toàn Thắng, mùa thu năm 2007, Detroit, Michigan. Giọng đọc Hữu Duyên, Hội Thánh Tin Lành Agape, Garden Grove, California. Email: đại sứ mạng @yahoo.com.